Quay qua đó thì chút nữa mới cắt. Quay khúc nó làm giống như phạt cái mẹ nó. Cảnh đẹp đẹp quá. Thôi em anh bỏ nhà hả? Bỏ túi. Lũ mua hộp G7 nữa kìa. Ủa này mơ ăn thịt lỡ ăn thì chịu chút tôi ăn gì mà khác mua. Hả không? Mấy phút rồi? 3 phút. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình review lại cái vẻ đẹp nó công viên ngay chỗ mà thành phố Hồng Ngự nơi mình sinh sống. Xuống đây quay vậy. Sau những tháng dịch bệnh bây giờ cuộc sống dần trở lại bình thường rồi.
đây.